con đi vào đây nhỉ. Xong. Này, thằng cháu con nó dậy chưa? Anh đi làm về mệt, bây giờ vẫn ngủ mẹ ạ. Giời ơi, làm về mệt hay là cày cuốc mệt? Đây nhá, chỗ mẹ con mình đều là phụ nữ ấy. Thì hai đứa hôm qua ấy, làm như thế để người khác mất ngủ đấy con ạ. Dạ, con nói mẹ mất ngủ ạ? Ừ, mà mẹ nói này, lần sau ấy, hai đứa mà có quan hệ với nhau ấy thì con cố gắng cắn răng vào gối để mà lúc sướng ấy thì rên người khác không biết. Thế đằng này thì con cứ rên cứ như bỏ giống như thế thì làm sao mà mẹ ngủ được. Vâng, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Chỗ mẹ con thì con đừng có ngại, mẹ hỏi con điều này con cứ trả lời thật nhá. Vâng ạ. Thì có phải thằng Ken nó yếu sinh lý không con? Dạ vâng, anh cũng chút chút mẹ ạ. Nhưng mà cái chuyện đấy không quan trọng đâu mẹ ạ. Đấy, bảo sao mà mẹ thấy con rên có một tí thôi là đã dừng rồi, giống y hệt thằng bố nó. Đấy, đúng rồi mẹ ạ, yếu sinh lý như nhau luôn. Ôi giời ơi, khổ con quá cơ. Vâng. Thôi, đi vào nấu ăn sáng đi nhá. Vâng, thôi con vào nấu ăn mẹ ạ. Ừ, khổ đấy. Đúng là phận đàn bà, lấy phải thằng đàn ông yếu sinh lý. Thế cơ mà, sao nó lại biết chồng mình yếu sinh lý nhỉ? Thôi, cả cái nhà này là hỏng rồi. Ken nhìn vào ví dụ. Trên cành cây có 10 con chim. Cô cho Ken một cái súng, Ken bắn chết một con. Hỏi trên cành còn mấy con chim? Dạ thưa cô, là với tư chất thông minh từ nhỏ của em, em chỉ trả lời câu hỏi này là không còn con nào. Tiếng súng nổ to thì bay hết, làm gì còn con nào. Sai. Bây giờ người ta dùng súng hơi bắn không ra tiếng nổ, nên là trên cành cây vẫn còn 9 con chim, đúng chưa? Dạ đúng. Nhưng mà em rất là thông minh, cô rất là thích cách suy nghĩ của em. Được, sáng tạo. À thế này, ừ. cô này, hay là cô cho em hỏi cô một câu đi. Thôi được, hỏi đi. À, ok. À, pẹp, pẹp, pẹp. Có ba cô gái cùng đi ăn kem. Một cô cắn kem, một cô liếm kem và một cô mút kem. Hỏi cô nào đã có chồng. Ken. Dạ. Sao em lại như thế nhỉ? Cái tuổi của em là cái tuổi học hành cho tử tế, không phải cái tuổi để suy nghĩ bậy bạ như thế, biết chưa? Có bậy bạ đâu ạ. Cái này à? Ôi, ôi cô ơi. Dạ, thưa cô, đáp án là cô nào đeo nhẫn là cô ấy có chồng ạ. À. Nhưng mà em thích cái suy nghĩ của cô ấy. Nhưng mà hai cái tát hơi đau ạ. Trời ơi, lại cô à? Dạ, em tìm thầy mãi. Thế hôm nay thầy lại có hứng đi ra công viên để mà ngắm ạ? Có à? Cái này người ta gọi đó là đi vi hành. Biết gì? À, dạ. Thế có được gì? Cô ơi, trả lời như thế này. Ở hôm trước ấy, nhờ có thầy mà em lại trúng được cái con số đề được 5 sinh. Thế hôm nay lại... này làm ăn nó bết bát quá, cho nên là lại ra xin thầy một con số để mà nó được khấm khá hơn. Oh no. Tham chứ gì? Trời ơi, bao giờ mới thành Phật được. Thế hôm nay lại xin số ở? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi thầy chú. Chị nghe thầy hỏi đây. Vâng. Năm vừa rồi xuất ngoại được mấy lần? Cả xa cả gần là được 4 lần ạ. 4 lần? 4 lần. Nhà đẻ được mấy đứa rồi? Nhà con được 2 lứa. Sách đọc bao nhiêu cuốn? Sách... dạ được 5 ạ. 5. Thầy hỏi thêm cái này nó hơi tế nhị nhá. Hai vợ chồng tháng choạc nhau được mấy lần? Chồng con nó hơi yếu. Ra là được có 2 lần thôi. 2 lần? Úi dồi ôi, phí của chết nhỉ. Thế này là phải dùng ngoài rồi. Bồ mấy chàng? Ngoài là ngoài thế nào? Cứ định mệnh
nhà thầy chứ lại ăn nói mất dạy. Con là gái chính chuyên nhá, là chỉ có quan hệ với một mình chồng con thôi. Láo nè. Ôi giời, mày chửi thầy như tát nước ấy. Thôi được rồi, thế tính là không nhá, không có bồ. Dạ rồi. Vâng. Có rồi. Có số rồi. Úi trời ơi. Số nào, số nào? Kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm nay 4, 2, 5, 2, 0. Cứ thế mà ngoánh. 4, 2, 5, 2, 0 ở đây. Chính xác. À vâng. Thế em đợi anh thầy. Thế em đi về em đánh luôn nhá. Về luôn à? Sao nhớ thầy nhá? Có nhớ mà nhá. Trời ơi. Tình hớn nha. Anh khó chịu quá. Anh không chịu được nữa rồi. Em nghĩ là có những cái cũng không cần phải chịu đựng đâu. Không được. Đường đường là nam nhi, mới có một chút khó khăn đã không chịu được thì vứt. Không được. Nhưng mà anh khó chịu như thế thì thôi. Em nghĩ là anh cứ làm tới đi. Anh làm tới nhá, thật nhá. Ôi giời, ôi. Hả? Đi đâu? Ôi giời ôi, đi tè chứ đi đâu nữa. Không chịu được nữa rồi. Không làm gì hả? Đồ. Này, tao nói cho mày biết nhá, mỗi thằng phải có một công một việc, không phải mày ngồi sau mày ôm tao sung sướng ấy đâu. Oh yeah. Được. Đèo mày từ nãy giờ mệt bở hơi tay này. Thế bây giờ mày muốn thế nào? Bây giờ nhá, tao muốn là một thằng lái xe, một thằng đạp, hoặc ngược lại. Bây giờ mày chọn thế nào? Rồi được rồi, mày lái, tao đạp. Chuẩn bị nhá, tao lái xe đấy. Bắt đầu. Đồ. Gì mà mệt thế em biết được. Đạp cũng không biết đạp. Gì? Thế qua thế nào tao ngồi sau đạp mệt chết thấy mẹ ra rồi mà tại sao mới đi được một đoạn nhỉ? Tao đằng trước cũng thấy mệt thế này. Mày thì điêu. Mày ngồi trước mày cầm lái thì mày mệt cái khỉ mẹ gì. Này, mày đừng có nói thế nhá. Tao không phải là thằng ăn không ngồi rồi đâu nhá. Tao vừa lái tao vừa bóp phanh đấy. Ôi mày không biết đạp à? Mày bóp phanh nữa. Ừ. Tiền sư bố mày nữa. Sao mày đánh tao? Mày bóp phanh thì đi kiểu gì? Ừ nhỉ. Hay mày đạp đi. Hay mày lái đi để tao đạp cho nhá. Này hả? Mày lại bóp phanh đi à? Ừ, tao quên. Thằng ngu này. Anh hả? Nếu như mà thiếu đi cái sự quán xuyến của em ấy, thì cái gia đình này tan nát. Của cái tự dưng đội nón mà ra đi. Có đúng không anh? Đúng luôn, chuẩn luôn. Vai trò của người vợ trong gia đình ấy cũng giống như một cái ổ khóa trong một căn phòng. Mà đồ đạc nó an toàn ấy là phải nhờ có cái ổ khóa thật tốt. Đúng rồi, chồng nói chi.
chí phả. Mà anh ấy, vai trò của anh ấy, người chồng ấy cũng chỉ như là một cái chìa khóa thôi. Mà chìa khóa thì làm sao có thể so sánh với ổ khóa được, đúng không? Đúng rồi. Em thấy hôm nay anh nói vợ chồng mình là rất chuẩn đấy. Em cứ nghĩ rằng anh là người ngớ ngẩn cơ. Oh no. Ngớ ngẩn là ngớ ngẩn thế nào? Vậy nói cho em biết này. Một cái ổ khóa tốt á là chỉ có một chìa có thể mở được thôi. Ồ đúng. Nếu như cái ổ khóa và chìa nào cũng mở được, ổ khóa vứt đi rồi còn gì nữa. Đúng luôn. Vậy nhá, một cái chìa khóa tốt ấy là có thể mở được mọi ổ khóa. Khóa đúng. Không được. Có cái gì đó sai sai ở đây. Đúng rồi. Đúng rồi. À, không được rồi. Oh no. Cái chìa khóa của anh ấy đã mở được bao nhiêu cái ổ khóa rồi. Đói. Hay là tôi phải bẻ cái chìa khóa cong này đi để cho anh không đi mở được cái ổ khóa nào nữa.